Để có một mái tóc chắc khỏe thì ngoài việc dưỡng tóc ra, các bạn còn cần phải chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi nữa. Nhưng trước khi đi vào các loại thực phẩm tốt cho tóc thì mình sẽ nói lại về cách sử dụng dầu argan cũng như là serum keep thick của hãng Fit, bởi vì vẫn còn nhiều bạn thắc mắc cách sử dụng làm sao để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đối với dầu argan, nếu muốn dưỡng thì thời điểm tốt nhất là sau khi gội đầu sạch và lau khô bằng khăn tắm. Dùng từ 2 đến 3 giọt dầu argan và xoa nóng trong lòng bàn tay. Điều này sẽ giúp kích hoạt và làm tăng khả năng thẩm thấu của argan oil. Sau đó xoa đều lên tóc từ chân tới ngọn. Có thể sấy hoặc để khô tự nhiên tùy các bạn. Bản thân dầu argan nguyên chất nó đã có thể bảo vệ tóc trước nhiệt độ cao của máy sấy rồi, nên các bạn hoàn toàn có thể dùng argan oil để pre-style, đặc biệt là những bạn có một mái tóc dày cứng khô sơ. Serum Keep Thick của hãng Fit là một trong những dòng hỗ trợ ngăn giảm rụng tóc tốt nhất. Mình đã có video về cái bộ sản phẩm gội xả cũng như là con serum Keep Thick này của hãng Fit rồi. Nếu các bạn muốn thì có thể xem lại video đó ở đường link ngay phía bên dưới nhá. Cái bộ sản phẩm này đều chứa những hoạt chất DHT blocker, nó giúp ngăn giảm rụng tóc cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là việc rụng tóc ở nam giới. Cách sử dụng thì cũng tương tự như với argan oil, hãy dùng lên tóc sạch, ẩm. Nhưng có thêm một bước là sau khi thoa thì hãy massage da đầu trong khoảng từ 1 đến 2 phút. Nên sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ để có hiệu quả tốt nhất nha. Tất nhiên cái bộ sản phẩm này của hãng Fit thì nó cũng không hề rẻ, nhưng mà cái hiệu quả ngăn giảm rụng tóc của nó thì đã được kiểm chứng. Cho nên bạn nào mà đang bị rụng tóc nhiều thì hãy sử dụng cái bộ sản phẩm này nhá. Rồi, về các thực phẩm tốt cho tóc thì đầu tiên hãy nói về các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi dưỡng một mái tóc nha. Thứ nhất là protein. Thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc là keratin, nó chiếm khoảng 83-87% sợi tóc. Mà keratin lại được hình thành bởi các protein trong cơ thể, cho nên đương nhiên muốn một mái tóc chắc khỏe thì các bạn cần phải bổ sung protein rồi. Thứ hai là các loại khoáng chất, đặc biệt là sắt, kẽm và magie. Các bạn có thể hiểu nó giống như là những cái chiếc taxi chuyên chở các chất dinh dưỡng như là protein và vitamin lên để nuôi dưỡng mái tóc vậy. Mặc dù không trực tiếp làm tóc chắc khỏe, nhưng nếu thiếu đi những khoáng chất này thì cho dù các bạn có ăn nhiều protein, bổ sung đầy đủ vitamin thì nó cũng không dẫn được lên tóc, mà nó chỉ là một sự phí phạm mà thôi. Thứ ba là vitamin C. Nó đóng vai trò làm chất chống oxy hóa và thúc đẩy quá trình tái tạo collagen. Mà collagen là chất giúp tăng độ đàn hồi cho da và tóc. Thứ tư là các vitamin nhóm B, bao gồm biotin, các loại vitamin B5, B6, B12. Đây là nhóm vitamin trực tiếp nuôi dưỡng và kích thích mọc tóc. Cuối cùng là vitamin E, giúp cân bằng lượng dầu và độ pH ở trên da đầu, đồng thời giúp dưỡng ẩm cho da và tóc. Và đây là các loại thực phẩm mà mình sử dụng hàng ngày. Thứ nhất đó là trứng, giàu protein và các vitamin nhóm B. Điều quan trọng là nó dễ chế biến và có sẵn trong tủ lạnh của mỗi nhà. Nhưng có một lưu ý là trong lòng đỏ trứng gà cũng chứa khá nhiều cholesterol, cho nên các bạn chỉ nên ăn từ 2 đến 3 quả trứng mỗi ngày thôi. Trừ những người tập gym, tập luyện cường độ cao thì có thể ăn nhiều hơn. Tiếp theo là khoai lang, một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A, B và magie. Ngoài ra nó còn là một loại tinh bột hấp thụ chậm giúp hạn chế cái việc tăng cân. Cơm hàng ngày chúng ta hay ăn thì là tinh bột hấp thụ nhanh, cho nên nó dễ gây đến tình trạng thừa cân. Đây là lý do mà tại sao các bạn thấy là những người tập gym trong cái quá trình cắt nét, giảm lượng mỡ cơ thể thì họ thường ăn khoai lang thay cho cơm đấy. Tiếp theo là các loại hạt như là hạt óc chó, hạnh nhân chứa rất nhiều vitamin E, B, kẽm và axit béo. Mình thường mua các loại hạt này ở trong siêu thị, người ta đã bóc vỏ sẵn rồi, chỉ việc ăn thôi. Rất là tiện lợi, rất là đơn giản. Các bạn có thể ăn như một loại snack trong khi xem phim, đọc sách. Và cuối cùng là hoa quả chứa nhiều vitamin C như là cam, chanh, xoài, quýt. Người Việt có cái thói quen ăn hoa quả để tráng miệng sau bữa ăn, nhưng mà thật ra đây không phải là một cách ăn đúng. Các bạn nên ăn hoa quả vào trước bữa ăn hoặc là sau khi ăn ít nhất là 1 tiếng nha. Rồi, và đó là các loại thức ăn mình dùng để nuôi dưỡng một mái tóc chắc khỏe, với cái đặc điểm là đơn giản, dễ tìm, dễ chế biến để các bạn không lười ăn. Tất nhiên là các bạn có thể dùng các loại thức ăn khác để phù hợp với cả khẩu vị và thực đơn của mỗi người, miễn là nó đủ 5 nhóm chất mà mình kể ở bên trên. Nhớ nha, điều quan trọng nhất là các bạn phải ăn đủ chất. Đừng quên luyện tập thể thao mỗi ngày và ngủ đủ giấc nha. Ngoài ra, những bạn đang bị rụng tóc nặng thì hãy dưỡng bằng dầu argan và sử dụng cái bộ gội xả cũng như là serum Keep Thick của hãng Fit nha. Hy vọng là các bạn thấy video này hữu ích. Nếu thích thì hãy like, subscribe kênh YouTube channel này của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau
ở những video tiếp theo.